Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp giữa năm có vai trò quan trọng bởi là thời điểm nhìn lại kết quả hoạt động của 6 tháng đầu năm để tiếp tục thực hiện tốt những phần việc còn lại để hoàn thành kế hoạch của một năm. Những nội dung quan trọng được Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời gian qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã triển khai các kỳ họp đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và những nội dung luật định. Lần này, kỳ họp giữa năm 2024 là kỳ họp thứ 25 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp để đánh giá lại kết quả 6 tháng đầu năm và quyết định những chính sách phát triển kinh tế xã hội, những vấn đề quan trọng của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2024. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét và cho ý kiến vào các nội dung của 45 báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành liên quan. Có 3 báo cáo. Báo cáo thứ nhất là báo cáo về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm. Báo cáo thứ hai là báo cáo về kết quả giám sát năm 2023 của Hội đồng Nhân dân. Và báo cáo và chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân năm 2024. Đây là 3 cái báo cáo quan trọng. Về cái báo cáo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm thì Hội đồng Nhân dân sẽ xem xét cái kết quả đạt được về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của tỉnh Quảng Trị trong 6 tháng đầu năm. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cũng như là những cái tồn tại hạn chế thì Hội đồng Nhân dân sẽ thảo luận và bàn ra đưa ra các cái giải pháp để cố gắng phấn đấu thực hiện tốt cái nhiệm vụ đề ra tại kỳ họp cuối năm 2023. Còn 2 cái báo cáo giám sát thì đây là các cái báo cáo liên quan đến chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Hội đồng Nhân dân và được các đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng như đông đảo bà con cử tri rất là quan tâm. Đó là cái báo cáo kết quả giám sát năm 2023 và cái chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng Nhân dân. Như vậy, trong 45 tờ trình báo cáo được thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị, thì vấn đề xem xét kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2024 theo định hướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành vào cuối năm 2023 là một trong những nội dung quan trọng. Các đơn vị liên quan đã tập trung tích cực, chủ động soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền được giao, phục vụ cho kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, thủ tục luật định và tiến độ về thời gian theo kế hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về các nội dung trình kỳ họp thứ 25 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8. Hiện nay, công tác chuẩn bị được Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung để đảm bảo kế hoạch theo yêu cầu. Tại kỳ họp này, thì Sở Kế hoạch Đầu tư và các ngành liên quan sẽ tập trung để đánh giá, khẳng định các kết quả đã đạt được, cũng như chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và đưa ra hệ thống giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu và hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Nhiệm vụ thứ hai là tham mưu báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Tại kỳ họp này thì Sở Kế hoạch Đầu tư và các ngành liên quan sẽ tập trung để phân tích chỉ rõ những kết quả đạt được, cũng như nhận diện những hạn chế yếu kém và đưa ra hệ thống giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giải ngân 100% kế hoạch vốn đã được giao. Nhóm nhiệm vụ thứ ba của Sở Kế hoạch Đầu tư là tham mưu về thẩm định chủ trương đầu tư các dự án mới, cũng như là điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đang triển khai thực hiện, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch hàng năm, và tham mưu xử lý một số vấn đề phát sinh gắn với một số dự án cụ thể như là dự án hệ thống thủy lợi Ba Hồ Bản Chùa, hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn và một số dự án khác. Hiện nay thì tập thể cán bộ công chức của Sở Kế hoạch Đầu tư đang tích cực, khẩn trương để triển khai thực hiện các cái nội dung tham mưu theo phân công để hướng tới mục tiêu là hoàn thành tốt nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 25 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Đối với Hội đồng Nhân dân cấp huyện, các nội dung quan trọng được trình bày tại kỳ họp giữa năm là nghe Ủy ban Nhân dân huyện báo cáo tình hình kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng, báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, báo cáo tiếp xúc cử tri, ý kiến giải trình của Ủy ban Nhân dân huyện trước kỳ họp, báo cáo của các cơ quan thi hành án, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân cấp huyện cũng xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện đã đề ra. Tại huyện Gio Linh, kỳ họp thứ 20 của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm toàn huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng. Cùng với quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, các nội dung phục vụ kỳ họp được Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện chú trọng đảm bảo theo quy định của pháp luật. Để chuẩn bị cho kỳ họp và thực hiện theo đúng quy định của luật, thì vừa qua thì Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch số 11 ngày 16 tháng 5 năm 2024 để là triển khai các cái nội dung cho các cơ quan đơn vị chuẩn bị tổ chức nội dung kỳ họp. Và trọng tâm đó là Ủy ban Nhân dân huyện chuẩn bị 11 cái báo cáo từ tình hình kinh tế xã hội cho đến công tác thu chi ngân sách và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và các cái vấn đề liên quan, là có 11 cái báo cáo để chuẩn bị tại kỳ họp. Và các cơ quan tư pháp Mặt trận Tổ quốc cũng chuẩn bị 4 cái báo cáo, và Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các ban Hội đồng Nhân dân huyện là chuẩn bị 7 cái báo cáo, và cả tại trên 21 cái báo cáo là phải chuẩn bị tại kỳ họp. Và cho nên là Hội đồng Nhân dân huyện là triển khai kế hoạch sớm hơn. Có một điểm chung quan trọng tại các kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân các cấp là nội dung báo cáo thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2024, vấn đề giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm và giải ngân triển khai thực hiện các dự án quan trọng ở các địa phương. Về giải ngân nguồn vốn, triển khai thực hiện các công trình đúng tiến độ không chỉ đảm bảo kế hoạch mà còn đáp ứng được mong mỏi của cử tri tại các địa phương. Hiện nay, các ngành chức năng, các đơn vị đang gấp rút triển khai thi công các công trình đảm bảo theo tiến độ đề ra. Cụ thể, tại huyện Vĩnh Linh, công trình nhà văn hóa trung tâm huyện với tổng kinh phí 85 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 8 tháng 11 năm 2024. Theo nguồn vốn bố trí hàng năm, đến nay tiến độ giải ngân công trình này đã đạt 65% vốn kế hoạch đề ra. Đơn vị giám sát, thi công cũng đã tích cực triển khai các hoạt động để hoàn thành tốt công việc của mình kịp tiến độ. Về cái công tác giải ngân của Ủy ban huyện đề ra thì ban quản lý dự án là tuân thủ, là đã phối hợp với cái các đơn vị liên quan chỉ đạo đơn vị thi công, rồi phối hợp với anh em giám sát để chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành là tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch đã đề ra. Với các nội dung quan trọng được xem xét cho ý kiến tại kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân các cấp đã tập trung được vào thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng còn lại của năm về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, những vấn đề quan trọng của địa phương theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng với đó là chất vấn, thảo luận, đóng góp và quyết định các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân theo quy định của pháp luật. Chính vì thế đã đáp ứng được nguyện vọng và mong mỏi của cử tri tại các địa phương. Để cho kỳ họp 25 hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ đề ra thì cần cái sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tuy nhiên thì không chỉ là Hội đồng Nhân dân mà để hoàn thành tốt được công việc của Hội đồng thì cần phải có sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học và linh hoạt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thì hy vọng với cái sự quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ như vậy thì kỳ họp thứ 25 Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp giữa năm 2024 sẽ thành công tốt đẹp. Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp giữa năm có vai trò rất quan trọng, góp phần để kỳ họp diễn ra thành công và chất lượng. Cùng với Hội đồng Nhân dân tỉnh, phần lớn các địa phương đều tổ chức họp thường lệ giữa năm 2024 vào đầu tháng 7 tới. Từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Hội đồng Nhân dân các cấp, các đơn vị ban ngành liên quan sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của kỳ họp giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân các cấp theo luật định. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.